trên xe phanh hơi lốc kê rất là khỏe các bạn nhé. Trở lại với kênh Hiếu Công Long. Trong video hôm nay là chiếc xe Công Long siêu khủng của ông Hồng, một trong những chiếc xe Công Long to nhất là các bạn nhá. Chiếc xe này được trang bị hệ thống máy Gôn 40 quang trai và phanh hơi lốc kê các bạn nhá. Xe rất là khủng, được trang bị full hệ thống luôn. Con này được đóng giá thành là 150 triệu các bạn nhá. Các bạn cùng tôi đi sâu vào cách chi tiết của em nó. À, các bạn có thể thấy đằng trước là tụt đôi. Con này rất là khủng à. Các bạn cùng tôi sang bên này xem thông số lốp của em nó. Chiếc xe này có lốp trước là 600-14 các bạn nhá. Lốp rất là to, hệ thống luôn. Gương lược đầy đủ. À các bạn thấy coi hơi. Đã rất lâu rồi thì hôm nay mới gặp chiếc xe của ông Hồng. Đây là chiếc máy Hitachi giá xích 75 cũng được. Lốp sau của em nó các bạn nhá. Các bạn thấy lốp sau của em nó là đây 700-16. Xe Công Long to này chạy vào trong các con ngõ nhỏ vẫn cứ có thể vừa luôn, mặc dù chở khối lượng cát lên đến 3 khối các bạn nhé. Cho đít đi, nó xinh. Ở đây đâu có đâu Tam ơi. Trang bị đề đóm đầy đủ các bạn nhé. Hệ thống đề trợ lực lái, hệ thống dơ le này. Ừ, điện đi. Cầu to thế nhỉ. Ôi, cầu 3 tấn. Cầu 3 tấn. Ừ. Nhịp 2 tầng. Soi lần là cống dây đấy nhỉ anh. Cùng với 25 chạy Công Long các bạn nhé.
trình còn khá là xa nữa các bạn nhé. Mang ở đây. Để cho ông chưa? Đủ lắm rồi, bây giờ không? Một con xe khá là cổ của ông, đã từng xuất hiện trong rất nhiều video của mình. Kẻ có quả nóng tăng đề và rất là chất nhé. Hiểu rồi. Này phải có người khênh không ạ? Rất là khỏe các bạn nhé.
sau. Các bạn vừa được chứng kiến chiếc xe cộng lồng siêu khổng lồ chở 3 khối cát các bạn nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video sau.